Long Thiên Hoàng, nhanh chậm anh chị. Anh chị ơi, xem nào chấm chấm bài chia sẻ giùm em một nút chia sẻ nha. Đồ mới về mà chưa có bán kịp. Dạ em chào anh Vinh Phạm nha. Anh Vinh Phạm anh có cái cành nào nha anh? Anh có cái cành nào nhắn em cho em dễ lấy nha. Dạ em chào Hoa Phan nha. Em chào anh chị. Sáng nay chấm chấm bài chia sẻ giúp em nha. Cái này nó hơi cứng rồi, vậy mấy anh chị mình vệ sinh rồi mình gõ ra được nha. Ngâm dầu ngâm nhớ mình gõ ra được. Rồi em để mấy anh chị 30k lên mở 30.
15 xăng đẹp lắm anh chị. 70k lên mã 70. Cái này cũng cán nhôm luôn nè. Cái này thì chắc được 3 mét nữa. 3 mét. Dạ thước dây chưa có anh Vinh Vũ ơi. Cán nhôm nha, mà cái này nó hơi bị gãy xíu anh. Dài của mình vậy. Dài của mình vệ sinh giùm em nha. Nè. Nó hơi gãy thế này hơn. Dạ anh coi chài xin lại. Miệng thì còn đẹp lắm. Rồi con này 800 anh chị, 800k lên mã 800, cán nhôm luôn nha. 800k lên mã 800. Cái này còn mới đẹp nè. Rồi em để anh chị 50 luôn nha. 50k lên mã 50. 50k lên mã 50 anh chị. Cái này dài 25 xăng. Một chuyện đẹp nha mấy chị. Kéo đẹp dài 25 xăng, nút đồng luôn. Có chữ dập bên trên cái hành kéo nha mấy chị nè, chữ dập vòng thôi nè. Rồi cái này 180, ai lấy mã 180. Thì đẹp lắm rồi. Con này nè, nó có khóa này kia luôn. Cái này nó có thể xay luôn nha. Cái con này nó có thể xay luôn anh chị. Nè, em thấy có đồ chỉnh để mà mình xay cái cán vòng vòng này được không nè. Đó, mấy anh chị đều chỉnh xay được nha. Cán vuông vậy mấy anh chị. Ủa con này có tăng chỉnh không ta? Mở ra làm sao mấy anh chị, nhưng mà con này nó đẹp lắm, con này có mở được nha. Cái này ở dưới nó có cái đồ mà để mấy anh chị chỉnh đầu á, chỉnh đầu quay cho nó quay nhiều. Em thấy cái đầu nó như là đổi chiều nó cũng biết phải không. Cái này để có gì giờ em test lại xong rồi có gì em quay cho mấy anh chị xem nha. Rồi ai lấy con này lên mã, con này 1,2 triệu, ai lấy mã 1,2 triệu giúp em. Con này tại nó dày lắm nha mấy anh chị, nó dày nó to hơn mấy con kia nhiều lắm nha, nó lớn hơn nhiều lắm anh chị. Nè em thấy có mấy cái khóa thì cái này mình lấm chân, em không biết xài sao. Để về có gì em hỏi xong em quay cho chị xem. Máy khoan hả? Máy khoan tối em có nha. Máy khoan tối em mới có. Tại giờ này không có ai để thử. Giờ này em không biết thử, có anh chị không cảm nha. Em còn một hộp thôi nè. Cái này để đóng mặt đạn nha mấy anh chị. Của KTC. Cái hiệu ngoài cái vỏ là KTC mấy anh chị. Con bổ mở ra chậm đường rồi ta. Còn mới đẹp nha, đầy đủ nguyên hộp mấy anh chị. Rồi hộp này 500. 500k là mã 500. 500k là mã 500.
70 em chốt cho hoa phan, hoa phan 70. Nè em còn một bộ lục giác nữa anh chị. Bộ lục giác thì đẹp nha. Rồi để anh chị 80 luôn nè, còn có bộ à. 80k lên mã 80. Rồi cái này nó cũng bị hơi cứng luôn rồi, về mấy anh chị coi. Em đâu tìm dài bao nhiêu em, coi anh chị kìa tìm nó dài bao nhiêu. Cái này nó bị cứng rồi nha. Rồi em để mấy anh chị 50 luôn đi, về mấy anh chị vệ sinh lại nha. 50k thôi, nó bị hơi cứng thôi, mấy anh chị về vệ sinh lại nha. 50k lên mã 50. 50k lên mã 18 á, cái kìa nãy giờ 18 á, hoa phan rồi. 50 em chốt cho Long Thiên Hoàng 50k. Anh Long Thiên Hoàng ơi, cái này nó bị cứng đó nha anh. Em không có gập ra được, em bán 50 nha. Anh về anh vệ sinh lại nó ra. Cái nó ồn lắm. Chỉnh lại nó quay rồi. Rồi được rồi. Đây em còn cái búa anh chị, để anh chị 30 luôn nha. 30k lên mã 30, búa nó dán lạ kiểu như nào. Cái 51 thì thế nào? 51 cho Rin Vũ. Kéo các cành có chưa em, chạy chưa? 30k lên mã 30. Chồng nên là tôi thấy cây giống gì vậy không? Ừ, đúng rồi, mấy dạy cây. Để anh chị em còn con, em để anh chị 200 luôn nha. Chưa vệ sinh rồi, về nhà mấy anh chị vệ sinh giùm em. 200k lên mã 200. 200k lên mã 200 với em nha. Cái này để gấp đồ hàng hay sao mấy anh chị? 20k lên mã 20. 20k lên mã 20. Dạ em thấy cũng tới nha. Em cảm mấy anh chị xem lại em chấm bài chia sẻ giùm em một nút chia sẻ nha. Tại vì ít quá hình như em chưa có gọi sao á, em chốt con dao bao nhiêu tiền nha. Hình như đủ 200 em gọi đấy mấy anh chị. Còn chưa đủ 200 em để em gõ cái gì mấy anh chị mua thêm đi. Rồi em chốt đơn cho. Cái này 70 thôi nè mấy anh chị, 70k nên mã 70. Con này cái con lớn nè. Rồi cái mũi nó hơi bị chinh. Cái mũi nó kiểu như là một mũi cao một mũi thấp á. Nhìn cái này 28 xăng dài vậy ha anh, có gì em chốt thêm đi, đủ em đi đơn cho nha chứ em chưa có xả đâu. Rồi con này 80k đi mấy anh chị, 80k lên mã 80. Máy phát cỏ điện rồi, máy phát cỏ điện em hết rồi. Hôm qua anh kia có một máy, cái này cái hiệu nó gì nữa anh chị. Rồi con này 70k lên mã 70. Hôm qua không có like nên hôm kia em còn giữ nha anh Hiếu Trung, có gì anh mua thêm đi. 70k lên mã 70.
80, em chốt cho Riêng Vũ 80. Tại anh không cảm nha, đơn ít quá, em không biết kêu mấy chị cọc sao á, cho nên em chưa có chốt. Dạ em chào chị Thanh Đôn nha. Mấy chị muốn xem cái gì không em đi em ra cho mấy chị xem cho dễ. Con này 21 xăng rồi mấy chị. Cũng như là các cái to luôn á. Rồi con này em để mấy chị 80 luôn đi, 80k lên mở 80. Dạ rồi, có gì anh mua thêm đi, đơn cũ em còn giữ à. Tại vì chưa có đủ 100 á, rồi em không biết chốt, kêu anh chị cặp như sao á, cho nên em không có chốt. Cái đầu mình nó hơi nhem rồi, rồi để anh chị 10k nha, cái đầu mình nó hơi nhem rồi. Có chuyện luôn nè. Thôi lên mã tặng giùm em đi, tặng hiện người chia sẻ nè. Tặng giùm em, tặng hiện người chia sẻ nha. 80 cho Lập Nguyên, Lập Nguyên 80. Tặng cho anh mấy bữa nay tăng ca không xem được like. Hôm nay cũng like hơi tối nữa. Mã tặng thì người chia sẻ mấy anh chị. Nó bị nhem rồi anh Lâm Thiên Hoàng ơi. Cái này hình như là để tốt dây điện á mấy anh chị. Mà có của NCC, mã tặng em Long Hiên Hoàng. Nó kìm các con kiểu khác không? Dạ không anh ơi, kéo các con nó chỉ có mấy loại thôi à. Nó như là cái này và mấy cái kia thôi à. Cái này 200, 200k lên mã 200. 80 em chốt rồi nha anh ơi, anh Makita chốt sao nha anh. Rồi con này 250, 250 lên mã 250, 250 mấy chị. Con bấm code này nè. Rồi em để mấy chị 200k luôn. 200k lên mã 200. Con lớn nha. Con này nó có 27 28 xăng. 200k lên mã 200. Còn cưa đó mấy anh chị. 150. Cưa sắt 150 lên mã 150 giúp em. 150 lên mã 150. Hiệu Daiso mấy anh chị, kìm cắt miệng không có bị nhem nha, còn đẹp lắm nè. Rồi để mấy anh chị 60 luôn, cũng có hiệu luôn nha, để mấy anh chị 60 thôi nè, kìm cắt có hiệu luôn nha. 60k lên mã 60, chia sẻ like giúp em nha mấy anh chị. Cán dài hả? Cán dài chắc là ít bữa cho anh ơi, chắc cỡ 1-2 ngày nữa là em có. Đây em còn cái cảo chữ F nè. Rồi để mấy anh chị 130 luôn lên mã 130. 130 130. Cái đột nhỏ lắm chị. 30 xăng. 30 xăng. 70k lên mã 70. 70k nha mấy anh chị, 70k lên mã 70. Nè mấy anh chị hiểu hết. Con này còn đẹp nha, hiểu hết. Rồi con này 100k lên mã 100. Miệng còn đẹp nha, hiểu hết. 100k lên mã 100.
kìm nhọn chỉ có loại dừa thôi là chơi, không có loại to. Dạ kìm cạp chưa có. Kìm nhỏ nó có cái này không mà không có lớn nữa. Cái này của Fujisa nè anh chị, 70k lên mã 70. Mã 100 em chốt cho Lộc Nguyên, 100 Nguyên Ngô sao nha. 70k lên mã 70. Cái này có thằng con tôm không? Cái này ớt tôm không thấy nha, có thằng con tôm. Đây nè, ớt tôm ngoài sao mấy anh chị. Rồi em để mấy anh chị con này 100 cao lên mã 100. 100 cao lên mã 100 giúp em. Cái này đầu 12, 14, 17. 12, 14, 17. 70k lên mã 70. 12, 14, 17. 70k lên mã 70. Kim Quang lên chốt 100 cái này phải không? Kim Quang ok giùm em nha. Cái tủ hết mới, lên số điện thoại giùm em đi nha. Hình như bữa trước anh có chốt đúng không? Đây em còn một cây mai anh chị, anh chị 50k lên mã 50 luôn. 50k lên mã 50 nha. Rồi em để anh chị 80 luôn nha. 80k lên mã 80. 80 em chốt cho Trần Quang Đạt. Trần Quang Đạt 30. Có gì đâu cười. Cái này của Victor nè anh chị. Rồi để anh chị con này 60k luôn đi. 60k lên mã 60. Mẹ còn đẹp nha. Chị em để anh chị 50 nha. 50k lên mã 50. Con này 150 luôn đi, lên mã 150. Còn đẹp quá nha anh chị. Cũng có hiệu luôn nha, con này 17 xăng. 150 lên mã 150. Không anh ơi, thuốc em hết rồi. Thuốc em hết trơn luôn. Cái này có hiệu AR anh chị. Hiệu AR đó nha. Rồi 70k lên mã 70 luôn, chốt 150. 150 trên Kim Quang. 70k lên mã 70 giúp em. Anh Nguyễn Cung sao nha anh. Cây làm dừa nè mấy anh chị, có chuyện luôn nha, có chuyện đẹp nè. Chị vệ sinh nha mấy anh chị, có chuyện nha. Nào quay sang chỗ này. Rồi em để mấy anh chị con này nó hơi nhem rồi, vậy mấy anh chị mài sơ giùm em nha. Rồi để 50 thôi. 50k lên mã 50. 50k lên mã 50 giúp
50k lên mẫu 50. Cái này nó có mũi khoan ở trong đó chị. Rồi mũi này 100, 100k lên mã 100. Đang còn cái kéo nữa. Kéo nhất là hiệu Remy nha. Rồi để mấy anh chị 50k lên mã 50. 50k lên mã 51 mấy anh chị, kéo 51. Kéo 51 giúp em nha, 50k lên mã 51. Đây cái kiềm cua gì nè mấy anh chị. 40k lên mã 40, cái này nó không được đẹp nha. Cái này nó không được đẹp. 40k lên mã 40. Chị dũa nè. Rồi 40k lên mã 40 nha, cái nhựa mấy anh chị. 40k lên mã 40. Em còn con nữa nè. Rồi em để 200 luôn nè. 200k lên mã 200, mình hủy mã 250 mấy anh chị. 200k lên mã 200. Gọi lên mã tặng giúp em luôn, hẹn người chia sẻ nha. Mã tặng của Nông Thiên Hoàng. Đây em còn một cây dầu tốt dây điện dùm có luôn nè. Chỉ tin à nhớ. Rồi cái này 100k lên mã 100 luôn. 100k lên mã 100. Đây em cộng cây này mấy anh chị. Để mấy anh chị 70 luôn nha, nó bị cứng rồi. Giờ mấy anh chị thêm dầu thêm nhớt giùm em nha. 70k lên mã 70. 70k lên mã 70 mấy anh chị. Dao này không thấy chuyển ngoài trước, mà thấy chuyển ngoài sau mấy anh chị. Thấy cái chuyển ngoài sau đó nè. Chuyển ngoài trước thì nó nhỏ xíu, nó hơi mờ rồi. Nhỏ xíu nó hơi mờ mấy anh chị. Rồi con này anh để mấy anh chị ra. Rồi con này em để anh chị 300, 300k lên mã 300, 70, 70 vô tâm, tâm nguyên 70. Tìm cách sắt mini hả? Cách sắt mini là giống vậy hả? Miệng còn đẹp luôn nè, phải con này không? Con này 100, 100k lên mã 100, không thấy, có hiểu mà không thấy rõ. Có hiểu mà không thấy rõ nha, con này 100, 100k lên mã 100. Cái này của Fujiya mấy anh chị, mà miệng nó hơi bị nhem nhẹ nha. Rồi để mấy anh chị 40 luôn đi. Miệng nó hơi nhem nha, 40k lên mã 40. Mấy anh chị
300k lên mã 300. Thì nhà đóng pin lại nha, máy còn chạy đó. Thì nhà đóng pin lại thôi à. 300 cho anh Sử Tuấn 300. Đâu có anh em đâu có bán nhau 200 đâu. Một chục nẻ 70 nè, nẻ loại dày 70, có ai lấy lên mã 70 giùm em, còn có một chục rồi. Có ngày đuôi. Sử Tuấn có số điện thoại kìa. Anh Sử Tuấn đọc bài game giúp shop em nha, thấy Tâm Nguyên nha, chia sẻ like giúp em nha mấy anh chị. 70 em chốt cho đi chương 70. Chị nào nãy hỏi kéo nên có một cây nè. Chuyện trước chuyện sau còn đẹp luôn. 450 thì mà 450. 450 thì mà 450 nha mấy chị. Em chặn hồi dân tiền nha. Cây cưa nè, mà hình như cái này nó hơi bị gãy một cái trên xíu rồi. Rồi để mấy chị 20 luôn. 20k lên mã 20. Mã cái gì mã vậy anh?
20 em chốt cho anh N là Nguyên Vân. Anh N là Nguyên Vân 20. Máy cắt hơi hả? Có máy hơi mà không biết phải có máy cắt không? Cái máy này không biết phải máy cắt không, anh xem giùm em nha. Tại ở đây bữa nay không có người soạn máy, chắc tối không có người soạn máy, đâu biết là máy nào á. Chứ em không có biết, chị thông cảm nha. Mình coi giùm em nha. Mấy con này không có đồ thử mà anh chị em bán mà thường thường ít chết lắm. Nè mấy anh ra ban cho nên anh chị. Con này 400. Hiệu Miken nè. 400k này mà 400. Đang còn một con ớt găng của Mitsubishi 25 xăng, 150 nó 150, 150 nó 150. Cái này của KTC 25 xăng, KTC 25 xăng đó chị, tao để mất chị 100k luôn, lên mã 100, 100k lên mã 100 giúp em. Game bấm nha mấy anh chị, bấm vào phòng game nha, giấy thùng dày mấy anh chị. Rồi con này để mấy anh chị 130 luôn, đi lên mã 130. Ủa cái gì 30 vậy ta? Con gom luôn rồi. À cái cây xúc 100. Ngày 12, 14, 17 mấy anh chị. Còn 12, 14, 17 70k lên mã 70. Thì chứ y gì mấy anh chị, 12, 14, 17 nha. 70k lên mã 70. Còn cái này nè mấy anh chị, con này 100 nha, có hiệu mà em nhìn không rõ mấy anh chị. 100k lên mã 100, mẹ còn đẹp nha. 100k lên mã 100. Thước này 30 xăng mà nó là mờ lắm mấy anh chị. Rồi để mấy anh chị con này 20 thôi, nó hơi mờ rồi. Còn thấy á mấy anh chị mà nó hơi bị mờ số rồi. 20k lên mã 20. 100 cho anh Nguyễn Cung 100. Anh Nguyễn Cung ơi, số điện thoại giùm em. Nguyễn Công ơi, lấy số điện thoại giùm em nha. Chịu khó hơn xem bài game giúp em đấy. Chuyển khoản và cọc cạc em đi đơn với anh chị. 20 giúp cho Nguyễn Cung, Nguyễn Cung 20. Có cái đồ khui hình cây đờn anh chị. Nên mã tặng giúp em luôn nha. Mọi người chia sẻ với anh chị. Nhất định nó bị thiếu một đầu rồi. Rồi để anh chị con này bị thiếu một đầu rồi nha, để mấy anh chị con này 60 luôn đi, 60k lên mã 60. Cái gì 100 gì ta, 100 chút rồi anh này. Mã tặng đi.
cho anh N là Nguyên Luân nha, N là Nguyên Luân mã tặng rồi. Nguyễn Dư 60, 60 cho Nguyễn Dư. Cái cua này nó không được đẹp mà vậy mấy chị vệ sinh lại giùm em nha. Mà cái nút này nó có hiệu nè. Rồi em để mấy chị cây này 100 cao đi lên mã 100. Có mũi tô tích, mũi tô tích em chưa có nè. Cái thuốc này nó ngày này nha, cái nó không có cái mi á, nó không có cái mi chứ mày nè. Cái khúc trên đầu á, cái khúc từ đây tới đây thì nó có cái mi nè, mình chị thấy không? Cái mi là nó là cái gạch nhỏ nhỏ dưới đây nè. Xuống tới dưới này cái nó không có. Xuống tới dưới này nó chỉ có cái gạch vuông to thôi nha. Rồi cây này em để anh chị một cây là 50k. Còn đẹp lắm nha anh chị. 50k nó chỉ là vậy thôi đó. Nè. Nó không có cái mi. Ở trên đây thì nó có cái mi nè. Xuống tới dưới này nó không có cái mi. 50k lên mã 50. Mấy chị. Đây em còn một cây thuốc dày của Xuân Hoa luôn nè. Cái này 50 xăng. Rồi em để mấy chị cây này 200k lên mã 200. Thuốc dày nha mấy chị, đó là loại dày nha. 50 em chốt cho anh Sơn Nguyên 50. Cái loại mỏng nè. Loại dày nè. Sơn Nguyên 50. Anh Sơn Nguyên ơi, cái mực mili nó bị như vậy nha anh. Ở khúc trên này nó còn mili nè, xuống dây nó không còn nha. Cái này thì nó có mili đều hết nè. Mà nó bị hơi dính keo một xíu, giờ mình vệ sinh lại nha. Rồi để mấy anh chị con này 50k luôn đi. 50k lên mã 51. 50k lên mã 51. Cái kèm này không biết làm gì luôn, để kèm gàng hay kèm gì đó mấy anh chị. Rồi để mấy anh chị con này 100k lên mã 100. 51 rồi. Rồi để mấy anh chị 40. 40k lên mã 40. 40k lên mã 40. Hết mấy cái vỗ luôn nha mấy anh chị, có một mũi vỗ thôi gãy nha. Rồi hết cái này để mấy anh chị 70k. 70k hết vỗ lên là 70. 51 trên sân nguyên. Còn ít chục nó là hết nha. 50k lên mã 50. Nó lộn xộn nhưng mà cũng đẹp lắm. Còn sáng chân nè. 50k lên mã 50. Lên mã dao 50 nha mấy anh chị. 71 cho chú ship có.
gen, mà mức đo gen em hết rồi. Em còn không có một cây để em xài, để em đo mấy chị đo ly nào này kia. Để không còn ấy, không có cái gì để đo. Cái tô nhỏ chưa? À, cái tô hình như em nhớ hình như em mới có một cây 10 kg hay mười mấy kg mà chú đem về. Hồi sáng người ta đang khui đồ đó mấy anh chị, nhưng mà vừa mới mở bao thôi, chưa kịp khui nữa. Chị mới vô thấy nữa. Cái này của Mitu Toyo, khoảng 2 ngày nữa em sẽ bán. 2 ngày nữa em mới bán. Mitu Toyo con này 250. Chị ơi. Dạ. Mẹ con trong đồng á. Dạ. 250 mấy anh chị lên mã 250. Cái này còn đẹp lắm nha. Cái này nó không được đẹp cái này nè mấy anh chị. Rồi để mấy anh chị 30 luôn đi. Tại vì nó bị cái như làm như ai đóng cái đinh như đây hay sao á. 30k lên mã 30 nha. 25 lên xăng, 30k lên mã 30. Này em lộn mớ nè, để mấy anh chị lộn xộn luôn. 70k thôi. Mà có cây nó hơi mẻ nha. Cây nhỏ này nó hơi mẻ nè. Nhưng mà độ cái có cây lớn mấy anh chị. 70k lên mã 70 luôn. Cho coi cây búa. Anh coi cây búa nào anh? Búa bi hay búa gì anh nói em lên cho nó dễ nha. Anh muốn xem búa gì anh nói em lên cho nó dễ luôn. Đây con này mấy anh chị. Con này 150. 150 mới 150. Hàng em chưa vệ sinh nha mấy anh chị. Mấy anh chị nhà vệ sinh giùm em nha. Đây còn một con dũa lớn. 50k nha mấy anh chị. Dũa này nó răng nó lớn nè. Mà 40 xăng mấy anh chị. 50k lên mã 50. 50k lên mã 50 mấy anh chị. Chị có đi không? Chị đâu? Cái này có chuyện bình thường mấy anh chị. Có chuyện nha. Mà con này kém nhỏ thôi. Rồi con này 50 thôi. 50k lên mã 50. Nó còn kém nhỏ mà nút đồng đẹp lắm nè. Mũi cũng đẹp luôn. Chuyện khác đẹp luôn nha nè. Chuyện như là có hình như cái quả hồ lô với mấy chị. Đẹp lắm. Kìa kìa chị kiếm được. Cái này 20 xăng mấy chị. 20 xăng. Rồi con này 100k. 100k lên mã 100. 50 em chốt cho Phan Nguyên 50. Anh Phan Nguyên ơi cho em xin số điện thoại nha. Đọc bài game giúp shop em nha. Một trăm em chốt cho Bi Chương. Con này 150 nè. 150 rồi mới 150. Cưng cúp điện hay gì vậy? Cưng mới tắt cầu dao hay gì vậy?
Đúng rồi, ông cầu giao ở đâu vậy? Ngâm phố đèn. Ngâm được không? Được. Phố đèn chứ nè. Ờ, được cái bút cái gì ra? Em bật cái công tắc màu đen á. Trời ơi. Sao hả? Nó tắt điện như này nè bà hai. Ủa, em nghe cái cụp bởi vì em bắt lên liền á. Nhắn tin cho Phan Nguyên chị em. Chờ em có kim kìm bấm không em? Kìm bấm. Kìm bấm là kìm chết anh hay là kìm bấm kia hay là kìm bấm? Kìm bấm là kìm chết, đúng không anh? Tắt điện đâu, tắt wifi đúng không? Tắt luôn á, tắt đèn là tắt wifi luôn á. Ủa vậy nó có bị gì không? Không, nãy nó mất kết nối chứ mà. Cái này hiệu chứ có em mà không được anh chị. Chữ T H R E E R K nữa. Có đóng số nha. S 5125. Rồi lấy con này anh chị chưa? 70k đi, 70k lên mã 70. Gửi hàng cho anh chưa mén rồi. Dạ đang gói gửi anh ơi. Cho xem giao em ơi. Dạ rồi đợi em xíu nha. Dạ anh còn con này nè nhưng mà nó không được đẹp. Rồi để mấy anh chị con này 220 lên mã 220. Không có chuyện nha, mà nó không được đẹp lắm. Còn bé lắm anh chị. 220, cái lưỡi của nó là 19 cm. 220 mã 220, dày lắm anh chị. Để tao dày mén đi. Dày 5 ly. Dày 5 ly. 220 lên mã 220. Mấy anh chị xem like cho em xin một nút chia sẻ nha. Tối nay em có bán đồ máy, mấy anh chị xem ủng hộ em nha. Tối 7:30 em có like đồ máy, mấy anh chị xem ủng hộ em nha. Lưỡi này chiều ngang là 20 cm, chiều cao của nó là 12. Mà lưỡi này nó hơi gỉ nha mấy anh chị, về nhà vệ sinh lại nha. Rồi em để mấy anh chị lưỡi này 100k lên mã 100. Kim nhọn dài 3 tấc không em? Nhọn thì dài 6.5 cm. Dài 6.5 cm. Đây có cây kìm nhọn dài nè. Hiệu Vuken gì đó. Con này 7.5. 70k lên mã 70. Là con này em để mình chị 50 luôn. 50k lên mã 50. Cái này nó biết cắt cái gì mà nó lão. Cái miệng nó nhem rồi nha. Đây. Miệng nó bị nhem rồi. 70 tranh dương phú lực 70. Kìm nhỏ này được không anh? Không mén. Sao anh kêu bằng mén rồi? Em đâu có nhỏ đâu, anh kêu bằng mén rồi. Cái này nó nhỏ này được không? Không có tay nhỏ nữa. Cũng có kìm nhọn lớn thôi, không có kìm nhọn nhỏ. Cái này không biết có hiệu không mà nó bị gớt cái da nữa, nó bị gớt cái vỏ nhựa rồi. Dạ em chào Trần Tiến Si nha. Và cái này em để mấy anh chị 60 thôi. 60k lên mã 60. Cái kìm này không biết cắt cái gì nữa. Chốt cho Trần Quang Đạt, anh Trần Quang Đạt 60 nha. Anh Đạt 60. Cái này gì đây? Cái mà có miếng giấy mình cứ để bên bên mấy cái gỗ nhỏ là cái bọc giấy cũng để vô. Đặng cá chốt xong á cái chị chụp con tao. Để có gì để không? Giao bếp hả? Giao bếp chưa có nữa. Cho chị một cái
anh nha. Đơn anh là đơn chỉ có tiền rồi đó. Em có ghi rồi đó, em có ghi á, một cái lúc mà người ta đang có đơn anh, xong rồi người ta chốt đơn xong rồi em phải chụp một cái mã nhận đơn cho mấy chị có thể lên Google này kia, mấy chị tra hàng này kia rồi này kia mấy chị. Nhưng mà nhiều khi cái kho nó nhập hơi lâu á, nhiều khi nó nhập kho này kia á, cho nên nó hơi chậm nha mấy chị. 50 cái gì 50 ta? Đây. 50 là phải không anh Phan Nguyên? Đúng ok giùm em. Có tự động. Tự động lấy gì anh? Anh lấy gì tự động anh? Cái này em để mấy chị có 30 thôi nè. 30k lên mã 30 cây lớn luôn. 30k lên mã 30. Xem like ấn giùm em một nút chia sẻ nha. Em cảm ơn mấy anh chị. Em còn một cái nhíp đầu nhọn gấp chỉ nè. 15k lên mã 15. Tìm cạp cây kiển hả? Tìm cạp cây kiển em hết rồi. Kéo các to nhỏ có chuyển trên cái lưỡi nha. 50k lên mã 50. 30 cho anh Phan Nguyên 30. 30k Phan Nguyên 30. Minh Dung 15 anh Phạm Lăng sao nha. Minh Dung 15 nè. 50k lên mã 50. Nè em còn cây này cũng đẹp lắm nè. Mà cây này cái nút của ngoài sao nó không được đồng. Nó không mà trúng có đồng thôi à. Còn đẹp luôn. Tay lắc tự động chưa có anh ơi. 50 em chốt cho anh Nguyễn Cung 50. Anh Thanh Nguyên sao nha. Rồi con này 70k lên mã 70. Cái kéo này đẹp lắm anh chị. 70k lên mã 70. 19 xanh gần 20 xanh. Đẹp lắm nha. Còn mới đẹp lắm. 70k lên mã 70. 70 cho anh Nguyễn Cung nè. Nguyễn Cung 70. Đây em có cây lớn nữa nè. Còn ít cây thôi mấy anh chị. Có được không nhiều đâu. Đẹp quá nè mấy anh chị. Này. Chuyện đẹp quá nha. Để em coi còn cây nào không. Cũng ít à, không có nhiều đâu mấy anh chị. Có độ có giờ 10 cây hay mười mấy cây là hết rồi. Thấy cái nút đẹp quá nè. Rồi, cây này 180 180 180. Kéo lớn nha. 180 180. Mấy anh chị mua cái này là về chứ có mấy anh chị xài thôi chứ không có cần làm gì hết trơn. Cái này khui ra nó đẹp quá đẹp luôn. 24 xăng. 24 xăng 180 180. Cái này chỉ về xài thôi không cần làm gì nữa. Nguyễn Hưng 180. Thấy kéo không? Hiểu không? Ừ. Nguyễn Cung sao nha. Có ít cây đợi em xíu em lên cho. Mua còn cây nữa nè. Cái này cũng có chuyện luôn. Tokyo gì đó. Cái này nó có dọc ở trên cái kén nha mấy anh chị. Nè. Nó dọc ở trên cái đầu khâu, đầu nút đồng á mấy anh chị. Chữ nó dập lên trên luôn nha. Rồi, cây này đẹp quá nè. Mấy cây này về chứ có mấy anh chị cắt luôn thôi, không có cần mời đi mài nữa chứ. 25 xăng. Có cái lồng cá không? Không, cái lồng cá không có. Có miếng vải em cắt thử cho mấy anh chị coi. Cái này là keo nè. Nè mấy anh chị thấy nó bén không? Về mình chỉ cắt xài thôi, khỏi đi mài luôn. 180 180 180. 180. Có nha anh ơi, đợi em xíu để em kiếm lại cái. Tại cái này ít lắm. Cái này nó thường thường của em nó đen thù lùi à. Của em thường thường chưa khui ra mấy này nó sáng vậy là ít có. Đây, cái này còn cây.
Rồi 180 lên lại mã 181. Cái hàng kia, cái em bán cho anh chị thì anh chị phải về anh chị phải rửa lại này kia. Còn cái này em thấy khui ra nó mới tinh. Dạ đang rửa anh ơi, anh Nguyễn Công anh chút sau rồi chút lại cây khác đây còn nè, 181. 181 đi anh. Còn 5 số cây nữa là hết rồi. Chuyện nút đồng luôn, chuyện đẹp, chuyện trước, chuyện sau, nút đồng luôn nha. Cây 181 đẹp á, cây này thì mũi bằng, cây này 150, 150 đúng không, 150, mũi bằng nha mấy anh chị, 150 đúng không, 150, 24 xăng, mũi bằng nha, 150. Cây này mũi nó không có nhọn nhưng mà nó đẹp lắm anh chị, mũi này nó đẹp hơn nè. Có kèm nước nha anh. Chuyện nè, chuyện trước chuyện sau đẹp luôn. Miếng giấy này của chị ơi. Bán lắm. Cái này 180 luôn, 180 180. Mấy chị nào lấy mã 180 giúp em. Đây mũi nhọn đẹp luôn. Cái này của cái này có chuyện hình cái bông luôn nha mấy anh chị. Cái nút đồng á là nút nhìn nè, nút đẹp luôn nha. Nè. Cái này chuyện khác đẹp. Con này 200, 200k lên mã 200. Anh Nguyễn Cung lấy cái này đi. Cái này em thấy đẹp nè. Cho cái này đẹp quá. Đây. Nút đồng đẹp. Nè, chuyện có bông luôn nè, cái cây này nó bán 200 cho Nguyễn Minh Minh. Anh Nguyễn Cung sao rồi. 200k cho Nguyễn Minh Minh. Mấy anh chị sao nha. Mình coi còn cái nào không. Ủa sao cái cây này nó vậy nè mấy anh chị. Cái dáng nó vậy nha. Cái kiểu nó vậy. Cái kiểu này cái tay cầm nó đưa xích vô. Hàng anh đi rồi. Mua đi người gọt đơn em gửi cho. Cái này về rồi nó để em mạng cái anh kia chốt trước em gửi đọc mã rồi để em lựa cho cái khác nha. Cái này mới về mấy anh chị chỉnh lại là giùm em nha. Cái mũi nó hơi mệt hỏi rồi nè, về mấy anh chị làm lại chỗ này xíu mình xài thôi. Rồi em để cái này với mấy anh chị 150 luôn đi, cái này đẹp quá nè. 150 đến mấy 150, 150 đến mấy 150. Rồi em xếp nha. Cho hoa phan, hoa phan. Chị hoa phan ơi, cái này cái mũi nó hơi bị hở chỗ này nha. Giờ chị anh chịu khó anh chỉnh cái này lại xíu, lại cái mũi nó khép lại, nó bị hở xíu cái này thôi. Mà còn đẹp lắm. 150 cho hoa phan cho chị thêm tận. Trước thôi, chuyển ngoài sau nó không có. Giờ mình siết ốc lại nha. Cái này nó bị hơi thưa ốc. Đây. Nó bị hơi thưa ốc thôi mấy anh chị. Thưa con ốc này nè. Giờ mấy anh chị mình lấy em dặn cũng được nè. Em dặn bằng tay thì nó không được cứng lắm. Giờ mình dặn bằng cái vít lại nha. Rồi cái này cũng để mấy anh chị 180 luôn. 180. Cái này đẹp nè. 180 chuyện ngoài sau.
đẹp lắm. Anh cung mấy cây này được không nè, anh chị mấy cây này về chỉ là xài thôi, khỏi cần làm gì nữa trơn á, bán cực kỳ, về cái việc để xài thôi. Dặn rồi, thôi đừng dặn, để em kiếm cho, đừng dặn. 180 cái nào, 180 rồi cơ. Trăm tám cái cho ai đó, để em xíu anh Cung ơi. Ồ, cái giết mỏi lâu luôn rồi. Cái gì? Cái giết Nguyễn Nguyên Trinh ơi, lên số điện thoại giùm em. Em thấy không? Quy Nguyên Trinh ơi, lên số điện thoại giùm em luôn. Con dao mũi nhọn nhỏ hả? Chưa có mà. Cái này mấy con này nó hay bị lỏng ốc lắm anh chị. Mình xiết hết lại được mà. Rồi xiết hết lại được cho mấy anh chị. Số hỏi em thương, xiết hết lại anh chị, em thấy bị lỏng ốc quá. Rồi con này nó bị gãy mũi rồi, rất tiếc luôn, nó bị gãy mũi rồi. Đẹp quá mà bị gãy mũi nha. Đây chuyện đẹp luôn, gãy mũi rồi. Rồi em để mấy anh chị con này 100k thôi, 100k lên mã 100, 100k lên mã 100. Cây thân nhưng mà xiết được chị, người ta nhẹ, cứ thấy ốc nhất người ta xiết. Nè anh Nguyễn Cung lấy cây này đi, cây này đẹp quá nè, của Nakaya, chuyện đẹp luôn. Rồi em để anh 150 thôi, anh Nguyễn Cung lấy ok, Nguyễn Cung lấy ok. Anh Nguyễn Quy 100, gãy mũi nha anh Nguyễn Quy. Nguyễn Quy 100, Nguyễn Quy ơi, số điện thoại giùm em nhanh. Rồi ok, lấy cho anh 150, Nguyễn Cung 150. Dạ em cảm ơn anh nha, đừng buồn em nha. Đây mấy cây này thì về mấy anh chị mình để nguyên xài cũng được, bán lắm mà về phải vệ sinh. Phải lên xích, em có loại 1 tấn 1 tấn rưỡi 500 kg, anh lấy loại nào? 1 tấn 1 tấn rưỡi 500 kg, anh lấy loại nào? Đáng lắm em anh chị. Rồi cái này nó bị gãy mũi luôn, để mấy anh chị 30k lên mã 30, gãy mũi thôi nha. Mấy con này chịu khó về mấy anh chị xiết ốc kỹ kỹ rồi giùm em nha, tại vì nó bị hơi thưa ốc một xíu á, về xiết ốc lại được. 30k thôi, 30k lên mã 30, còn hơi buồn nữa. Nếu mà còn cây nào thích đó, thì anh đổi cây đó cũng được nè. Cây giống nhãi nè, cây giống cây 200 nè, nhưng mà chuyện nó không bằng. Em để 180 thôi, chuyện nó không có bằng, em để 180 thôi. Anh lấy cây này không? Lấy cây này ok, 30 cho anh Nguyễn Dư. Nguyễn Dư 30k đây. Xà beng hả? Xà beng lấy cây nhỏ cây lớn em lấy cho. Đây khâu đồng đẹp luôn, chuyện trước chuyện sau. Khâu đồng đẹp luôn, chuyện trước chuyện sau mấy anh chị. Rồi cái này em để mấy anh chị 150 thôi, 150k để mấy 150. Dính keo. Giá hai loại, anh lấy loại nào? 1 tấn rưỡi 1 tấn hay 500 kg? 1 tấn rưỡi 1 tấn hay 500 kg? Rồi cái này nó hơi bị gỉ nhẹ nha, nè, mũi hơi cong luôn mà nút đồng nha. Về mấy chị nếu mà mình xử lý lại được thì mình xài nha, em thấy còn êm lắm nè.
em để mấy chị 30 thôi, nút đồng nha, để mấy chị 30 luôn á. Vậy mình phải xử lý lại mới xài được nha. Cái đó mình chị phải xử lý lại mới xài được nha mấy chị. Một tấn hả? Dạ một tấn, trọng lượng của nó là 20kg nha anh. Trọng lượng của nó là 20kg, có giá là 2 triệu. Trọng lượng của nó là 20kg, có giá 2 triệu. Đây con này lớn đẹp luôn. Con này 180 nha mấy anh chị. Đây con này chuyện đẹp nha, 180 lên mã 180. Bé nha mấy anh chị. Dạ mấy cái kéo này chuẩn lắm mà nhầm đi đánh ghen. Mấy cái kéo này cắt giải là im trời luôn á chị, mà nhầm cái nó mà bị kiểu như nó mà bị gãy á, hàng em chưa có chạy lũa mà khui có vậy đó anh chị. Nhưng mà về mấy anh chị cái nào mà em bán chưa chạy lũa mấy anh chị nhà vệ sinh bỏ công vệ sinh giùm em. Còn mấy cái này nó mới quá, mới về xài thôi, không làm gì nó trơn á. Có hình cái con xà beng nhổ đinh. Dạ rồi đợi em xíu nha, có hình chị cắt luôn nè mấy anh chị, nghe đẹp nhất nha. Rồi con này 200k lên mã 200. Kéo cắt thực phẩm đi em, chị lấy kéo nhỏ hay kéo lớn? Mấy con đang cầm 200 hả anh? 200 thì lên mã 200. Anh Cung lấy con 200 đúng không? Cây này nó hơi bị gỉ nè. Về mấy anh chị bỏ công về chài rửa lại nha. Còn đẹp lắm. Để mấy anh chị 30 luôn. 200 cho Nguyễn Cung. Vậy lấy cây kia không anh Nguyễn Cung hay xả? Lấy cây kia không hay xả? 30k lên mã 30. Mitsubishi 60 xăng. Đến đo lại cho chắc em thấy số là bị ngờ. Nó có 55 xăng rồi mấy chị ơi. Nó có 55 xăng rồi nha. Bữa nay em thấy đóng có 60 nè. Của Mitsubishi nha, cái này lớn đẹp nha mấy anh chị. Rồi. Con này. Con này 800. 800k lên mã 800. Con mấy hay bao nhiêu tiền nhanh nhắc giùm em cái ơi. Con 150 đúng không? Có luôn, có loại ngắn hơn nha. Loại ngắn nha được không anh? Của MCC 30 xăng. Con này 180 nữa 180. Em chào anh Lê Dung nha. Tối em có lai đồ máy nữa nha anh. Có gì thì cảnh ủng hộ em. Nãy 3 cây, xả cây nhỏ, lấy 2 con, xả cây nhỏ nhất đó. Dạ nhôm hả? Nhôm em chưa có, nhôm chắc 2-3 ngày nữa mới có. 2-3 ngày nữa có khu đồ mới đó. Dạ đang gói để gửi anh à, cái bên cái người gói người ta đang gói để gửi. Cây nhỏ nè. Cây nhỏ. Cây nhỏ còn đẹp nè mấy anh chị. Rồi để mấy anh chị 70 luôn đây. 70k lên mã 70. Được, em xả rồi đó, 70k lên mã 70. Cái nhỏ nó còn có 1 cây à. Đây cái đầu xà beng này, nó bị gỉ quá nha. Cái này nói chút là nó bị gỉ nha mấy anh chị. Rồi em để mấy anh chị 30k luôn lên mã 30. 70 em chốt cho Nguyễn Hưng 70. Anh Nguyễn Hưng bây giờ có mua cho anh lên số điện thoại giùm em nha. Chuyển đọc bài game giúp shop, chuyển khoản một cọc cạc đi đơn. Khoan pin hả? Khoan pin tối có nha anh ơi. Giờ này còn có 1 con à. Thôi ấy luôn đi rồi bán. Dự phòng Nguyễn Cung đi.
Có rồi hả? Dạ em cảm ơn Nguyễn Hưng nha. Có máy rửa xe không em? Máy rửa xe em chưa có anh ơi. Chiều dài xà beng hả? Anh chốt 70 mà, anh đâu có chốt 70 đâu anh. Con 70 đó là của anh Nguyễn Cung xã nha, em bán lại. Con này 300 nè mấy anh chị, Makita 9.6V. Makita 9.6V 300k này nó 300. Anh lấy cái cắt cành lớn đúng không anh? Cho anh xả kèm 70k. Cái này 30 xăng đó anh chị. 30 xăng thôi nha, tại nó hơi gửi em bán 30 cho mấy anh chị về nhà vệ sinh lại á. 30k là 30. Dạ rồi. Bả lan 2 tấn. Cái đó bả lan 1 tấn rưỡi thôi anh ơi. Có bả lan 1 tấn rưỡi thôi nha. 1 tấn rưỡi bên đây nè, cái con màu vàng bên đây nè. Trọng lượng của nó là 20,5kg, giá 2,5 triệu. Là nó nặng quá đó anh chị. Cây trước anh ơi, cái cây đó là của anh Nguyễn Cung á. Cây đó hồi nãy là của anh Nguyễn Cung á. Đây kèm nha mấy anh chị. 70k lên mã 70. Kèm đẹp lắm nha. 70k lên mã 70. Để em coi em còn cái nhỏ không em lấy mấy anh chị. Con này 180 nè, 180. Anh cao chi trần ok gì anh? Có lấy ok hả? Lấy cây nào lên mã giùm em đi. Nguyễn Dư 70. 70k cho Nguyễn Dư. Chưa lộng có máy nào đẹp không em? Cưa lộng hả? Cưa lộng như hết rồi. Cưa lộng hết luôn anh ơi. Đây cái này nó hơi bị gãy mũi nè. Rồi em để cái này cho mấy anh chị 100k luôn. 100k lên mã 100. Hai chuyện luôn nha, chuyện trước chuyện sau. Dạ chào anh Đỗ Hồng Sơn nha, em cảm ơn anh chia sẻ nha. Kéo cắt hàng gà cho đủ đơn nha. Kéo cắt hàng gà cũng như em hết rồi. Đây mỏ bằng nha mấy anh chị, mấy cây kéo này mỏ bằng nha. 150. Kéo hai chuyện đẹp luôn, mỏ bằng nha, 150. Được anh coi cắt cành cái shop. Cái này thì nó hư luôn. Xà beng 40 xăng không không biết có không anh ơi, để em coi coi còn không. Tại vì cái chốt cái này nó hơi bị xấu nha anh. Cái này nó hơi bị xấu, cây này còn tốt lắm nha mấy anh chị. Đúng rồi. Rồi thì khóa. Khoan thôi đừng đừng nhấp nha. Rồi, được chưa? Rồi, được rồi nè. Rồi chị bấm trong cái chốt này. Cái chốt nó còn cứng quá. Rồi, bấm thôi. Nhấp cành nha mấy anh chị, giữ cành là được nha. Rồi. Con này dài của nó tăng đôi lên được, mấy anh chị dài 3 mét nha. Cái gì vậy? Nãy hâu qua được mà. Sao giờ giống không ạ? Cái này hâu qua được nha. Cái này không qua được mấy anh chị, mà nó em không biết chỉnh sao á. Rồi cái này em để mấy anh chị 800 thôi. Cán nhôm nha, 800k lên mã 800. Nổ em chỉnh lại mấy anh chị nha. Nổ em, nổ có người chỉnh lại cho mấy anh chị. Hợp lý mua 10 cây hả? Rồi có gì nhắn em đi. Súng mở vuông lông đi, em không có, kiếm xem còn cây kéo nhỏ nào không. Đợi em xíu nha.
Dạ khi nào mà hết dịch, khi nào mà hết dịch mới có. Đây cây nhỏ, đây cây nhỏ này đẹp nè, cây nhỏ này còn đẹp quá nè, nút nút này nút bình thường thôi nha, không phải nút đồng nha. Rồi em để con này cho anh chị 50k lên mã 50. Nút thường mấy anh chị không nút đồng nha. 50k lên mã 50. Bán bình thường nha. Dạ bả lan 1 tấn 500 kg, 1 tấn rưỡi anh lấy loại nào? 50 cho Minh Dung 50. Cái này của Nhật nè, để mấy anh chị xài nhà bếp nè. Rồi, con này 80k lên mã 80. Cái của Nhật để xài nhà bếp nha. Con này nó hơi rỉ rồi, em để mấy anh chị 40k lên mã 40. Rồi có cây nút đồng nè. Có cây nút đồng nè, 70k lên mã 70. 80 cho Phan Nguyên 80. Cái này nó bị gãy mũi rồi, em bán anh chị 20k. Giờ mình có muốn cắt được gì cắt nha. 20k lên mã 20. Gãy mũi rồi, 20k lên mã 20. 70 em chốt cho Minh Dung 70. Minh Dung 70. Đây kéo lớn nút đồng chuyện đẹp luôn. 150 lên mã 150. Mấy cái này thì mấy anh chị về chà rửa lại nó sáng nha. Cái độ bán nha, nó đã có sẵn rồi. Cái 1 tấn cái 1 tấn là trọng lượng của nó nha anh là 20 kg, giá là 2 triệu. 1 tấn rưỡi trọng lượng là 20.5 kg, giá 2 triệu rưỡi. Con 500 kg là 11 trọng lượng của nó là 11 kg vậy đó, là giá 1 triệu 3. Mấy anh chị thông cảm đi, tại mấy con đó nó nặng quá nha. Bình thường nó là mười mấy ký là dữ lắm rồi, cái này nó tới 20 kg hơn, nó nặng quá cho nên nó giá tiền nó hơi cao. Mấy anh chị đây chuyện khác đẹp nha, con này nó hơi lớn hơn. Con này nó hơi lớn hơn một xíu. Rồi để mấy anh chị con này 70 luôn, 70k lên mã 70. Rồi xả con 50 chẳng đi. Đây cái này chuyện nó đẹp quá nè mấy anh chị, nút đồng nha. Cái chuyện nó gian hình, có hình hình cái lá vậy trong, cái vòng tròn đó mấy anh chị. Bên đây cũng có chuyện luôn nè, nhưng mà nó bị gãy mũi rồi. Rồi em để mấy anh chị con này 80 thôi. 80k lên mã 80 đi. Nó đẹp quá đó nhưng mà nó bị gãy mũi rồi, để mấy anh chị 80 luôn nha. 80k lên mã 80. Rồi cây lớn cây nhỏ nè, ai lấy hai cây này em để 100k lên mã 100 2 cây. 100k lên mã 100 2 cây. Cái này thì mấy anh chị về bỏ công mình vệ sinh nha thêm xíu nữa. Độ bán nó đã có sẵn rồi. Dạ chào anh Trần Đạt nha. Rồi con này có chuyện nha mấy anh chị. Rồi con này 80k lên mã 80. Anh lấy hai cái đó, xả cái 70. Xả cái 70 tránh. Vậy rồi ok anh nha. Cái này 49 xăng mấy anh chị. 49 xăng.
Rồi con này nó lớn nha, 49 xăm lận nha. Mà con này nó không được đẹp ở đây nè. Dạ mấy anh chị coi vệ sinh lại. Dạ rồi đợi em xíu nha. Rồi con này em để mấy anh chị 70 luôn đi. 70k lên mã 70 thôi. 70k lên mã 70. Để chỗ cưng. Ừ quay cái mặt đi nhé. Dạ 1 tấn trọng lượng của nó là 20kg. Giá 2 triệu nha. Nó có 20kg lận nha. Bình thường nó có mười mấy ký thôi à. Giờ nó có 20kg lận. Rồi kéo bếp rồi mấy anh chị. 30k lên mã 30. Máy cắt cỏ hết rồi anh ơi. Đây kéo này dài quá nè mấy anh chị. 40k lên mã 40. Rồi cái này 30 nè mấy anh chị. 30k lên mã 31. Con gai cá nhỏ đẹp nè mấy anh chị, lên mã tặng giùm em luôn. Hết rồi anh ơi, cái đó hết rồi. Nguyễn Dư 40. 31 cho Phan Nguyên. Phan Nguyên 31. Tặng cho anh Phan Nguyên luôn. Em gộp chung vô nha anh. Phan Nguyên 31. Nè cái tặng của anh em để chung nha. Lên mấy cây cắt cành hết luôn đi shop. Tặng em chút rồi anh ơi. Cây cắt cành hả? Cái cành cây này nó khoảng 2 mét thôi à. Mà cắt nhôm luôn. Cây này thì nó đẹp nè. Cây này nó đẹp. Cây này em cũng không biết tăng đưa lên sao. Tại em không biết xài lắm anh chị. Nay nhà em đi công chuyện hết rồi. Không có ai cho nên không biết xài sao. Cây này bằng nhôm nè. Rồi cái này em để mấy chị 700 đi. 700k lên mã 700. Về là để em hỏi người ta chỉnh lại cho mấy chị hết rồi. Mấy cái đó đã xài được hết trơn. Nó tăng đưa được đầy đủ hết trơn mấy chị. Rồi con này 30 luôn. 30k lên mã 30. Có kẹp thành cua luôn nè. Cái này nó bị mất nút rồi nè. Rồi để mấy anh chị hai con này 50k lên mã 50. 50k lên mã 50. Mấy anh chị. Rồi cái này nó nặng nữa mấy anh chị. Cái này gần 50 xăng. Một ký mấy luôn á nha. Rồi cái này em để mấy anh chị 80 thôi nè. 80k lên mã 80. 50 em chốt cho Nguyễn Tăng. Anh Nguyễn Tăng bây giờ có chốt đơn không anh? Cho số điện thoại giùm em nha. Nếu mà chưa chốt mình chịu khó chốt đủ 200k đi đơn. Có nên có like nha mấy anh chị. Cái này 48 xăng. 80 cho Vương Vương 80. Anh Vương Vương cho em xin số điện thoại nha. Đọc bài ghi giúp shop em nha. Chuyển khoản ngoài cọc kẹt đi hàng mấy anh chị. Rồi cái này em để mấy anh chị 100 lên mã 100. Chưa số điện thoại giùm em nha. Có gì mua thêm đủ 200k nha. Còn không thì tối mình mua thêm cũng được. Cái này còn đẹp nè. Cái này 45 xăng. Cái này còn đẹp lắm nha. Rồi cái này em để mấy anh chị 80 luôn đi. 80k lên mã 80. Cho số điện thoại giùm em nha. Cho số điện thoại để em chốt đơn cho mình nha. Đọc bài game giúp shop chuyển khoản hoặc cọc cạc đi hàng mấy chị. Cái này còn đẹp quá nè. 70k lên mã 70. 70k lên mã 70.
em còn cua là mấy anh chị mới đẹp luôn nha. 150 là mã 150. Gì 80 vậy ta? 80 chốt rồi mà anh, 80 chốt anh rồi á. Cái này 150 là mã 150. Cơ sắc còn đẹp quá nha mấy anh chị, 150. Miếng tăng miếng linh cho tôi. Rồi em thấy số điện thoại của anh là nha, em cảm ơn anh. Đây cây kèm nè mấy anh chị, em không biết gấp cái gì mà nặng lắm nha. 100k lên mã 100. Đây cây này nó lớn nè. Rồi em để mấy anh chị cây này 50 thôi. 50k lên mã 50. Có nha anh, có 4 nữa kia. Sao con kia mình lượn. Bỏ riêng em muốn lộn. Cặp này 500 thôi, 500k lên mã 500. Đục gỗ em hết anh ơi. 32 xăng đục gỗ vài bữa nữa mới có, hôm bữa em bán cho mấy anh chị kia hết trơn rồi. 500k lên mã 500. Móc xoay. Lấy còn cái móc nè. 50k lên mã 50. 50k lên mã 50 giúp em. Hiệu Sinh Khay nè, 30 xăng. Rồi 200k lên mã 200. Đột nè mấy anh chị. 50k lên mã 50. Hàng chưa vệ sinh nha mấy anh chị. Thì nhà vệ sinh giúp em. Đây còn cái cắt tôm nè. 80k lên mã 80. Giấy này còn sử dụng tốt, anh chị về nhà thay lưỡi rồi xài nha. Nó có cái này để khóa lại. Rồi hai cây này 30k, ai lấy mã 30. 80 em chốt cho anh Trần Đạt 80. Anh Trần Đạt ơi, mua nãy giờ anh có mua không hay là mới mua vậy? Mới mua số điện thoại giùm em nha. Cặp bài game giúp shop em nha. Mua cho em xin số điện thoại, đọc bài game giúp shop em nha. Đây cây này nó nhầy lắm chị, nhầy lắm nha. Cây này nó 7 ly, dày 7 ly mấy anh chị. Cây này dày 7 ly nha, không có chuyện, nhưng mà dày 7 ly. Rồi cây này em để mấy anh chị vô 280 đi, 280 mã 280. Dày nặng lắm anh chị, 280 nha, lên mã 280. Còn mới lắm anh chị, cái độ nhám nó còn mới lắm nha nè, còn mới tinh nè.
em khui được một ít nữa nè, còn còn sáng lắm. Rồi 250 lên mã 250 nha, nó cũng có đóng như nè. 250 lên mã 250 giúp em, 250k lên mã 250. Rồi ai lấy hết hai cây này, có khi một cây nữa nè, để hết ba cây 60k. Cái này nó hơi bể nha, em để hết ba cây 60k. Ai lấy hình mã 60. Đồng vàng 250. 250, lít dao không có mài dao, em chưa có mài dao nha. 250 cho anh đồng vàng. Đọc bài game giúp shop em nha anh, tối em có like đồ máy nha, anh có mua thêm thì mua nha, mai em chốt đơn cho anh nha. Ngày mai em mới chốt đơn cho mấy anh chị. Mai tới chắc chưa cỡ chưa chưa em mới gửi hình đơn cho mấy anh chị được nha. Cái này để mình chị 60 thôi nha. Có mấy chiếc hả? Hình như em khui được 4-5 chiếc gì á. Tại vì em cũng mới khui à, em không có khui đồ được nhiều á, tại nhà em nó hơi chặt á. Em khui từ từ em bán không à. Bãi lan 1 tấn 500kg, 1 tấn rưỡi anh lấy loại nào? 1 tấn 500kg không tiếng giữa, 1 tấn rưỡi bên này anh lấy loại nào anh? Cái này 30k 2 cây nha mấy anh chị, ai lấy hình mã 30 nha. Giữa là giữa 4 cạnh. 70k lên mã 70. Đây có chuyện đây luôn nè. 70k lên mã 70. Để coi em có khui được nữa không, nếu mà khui được nữa thì em bán cho rồi mà 250 hả chị, 200 em bán không được. 1,5 tấn trọng lượng của nó là 20.5 kg đó nha anh, 2,5 triệu. Có gì nhắn tin em đi để em coi còn được bao nhiêu cây, tại em cũng không có nhiều đâu. Cái này cũng có chuyện, cái này vũ tròn mấy anh chị. Rồi em để mấy anh chị 50k luôn đi. 50k lên mã 50. 50k lên mã 50. Rồi cái này nó như vậy nè. Có gì em nhắn tin cho chị. Rồi em xíu để em nè em tắt la nhắn cho. Rồi cái này 30k lên mã 30 không anh chị. 30k lên mã 30. Hồi nãy vậy đó, nhưng mà có gì thì nhắn tin em đi để em hỏi lại coi còn nhiều không, tại khui em thấy được có ít rồi chứ không có nhiều. Có mỗi lít găng nhật không đó nha anh lấy cây lớn hay cây nhỏ. Cái này có chuyện đẹp nè mấy anh chị, nó có khắc ở trên cái gỗ nè. Rồi cây này 70 thôi, 70k lên mã 70. 70k lên mã 70. Đây còn một con búa nhổ đinh nữa nè mấy anh chị. Rồi để mấy anh chị 70 luôn, 70k lên mã 71. 70k lên mã 71. Chuyển khoản hoặc cọc cạc liên hệ nha anh. Tiếp 30k đây là trên 10kg 50 nha.
đây. Búa 150 luôn, 150k đến 150. Ít còn đẹp nha mấy anh chị. Cái này nó sơn nha. Cái này là người ta sơn mấy anh chị. Con này mấy ký vậy cơ? Căng dùm chị. Da thép chặt hả? Da thép chặt em chưa có. Có mới có mấy con này. Mấy con này phải thép chặt không biết nữa. Em không có gành đồ lắm. Con này 280 dày hồi nãy là mấy ly á. Dày 7 ly. 280. Dày 7 ly 280 mã 280. Em còn con máy phan pin nè. Makita 9.6 won 300k lên nữa 300. Makita 9.6 won 300k lên nữa 300. Búa này còn đẹp quá nè anh chị. 70k lên mã 70. 70k lên mã 70 nha anh chị. 200k lên mã 200. Con này 1.3 lắm anh chị. Con này 1.3. Và 180 luôn nên mã 180. Dạ cọc cạc thì theo 50k. Khui đồ hết nữa. Nó cong hả? Em không biết là nó có. Ủa? Em thấy là kiểu nó vậy á, chứ nó đâu phải nó cong đâu. Cái kiểu nó là cong luôn á. Còn con này, con này thì nó không có chuyện, nhưng mà nó không có đẹp luôn. Em để 220 lên mã 220. Sao mấy cái này nó không có chuyện chưa? Mấy cái này không có thấy chuyện. 19 xăng 220 mã 220. Nè anh còn cái này nữa. Cũng không có chuyện luôn. Rồi em để cái này. Ủa phải không ta, cái này chỗ này. Chỗ này nó có cái gì á, em không biết phải chuyện không. Chắc là chuyện á. Nó có trên 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 chỗ này nè. Rồi em để 380. Thôi để 350 luôn á. 350 là mã 350. Mỗi mã 400 á. 350 là mã 350. 350 là mã 350. Đây con này chuyện khắc đẹp nha. Chuyện nằm khắc đẹp. Nó tính đây luôn nhưng mà cái chỗ này nó hơi bị như nè. Rồi con này 400. 400k lên mã 400. Cái rất giải, cái lớn hay cái nhỏ anh? Anh lấy cây lớn hay cây nhỏ? Nè, cái này cũng còn đẹp nữa nè. 400 em chốt cho chị gồng vàng 400. Này chị gồng vàng nó bị ở chỗ cái lỗi này xíu nha. Chị về coi chỉnh sửa lại. Sao nó hơi gỉ xíu. Còn đẹp. Bán nha mấy anh chị. Rồi cái này 150 luôn đi. 150 là mới 150. 150 là mới 150. Đây.
đây cái này đẹp nè. Không phải nó mẻ chơi, nó bị cái gì á, kiểu như nó bị người ta gàn, người ta gàn nó đốt hay sao á. Không có mẻ không? Con này 180 nó 180. Không 300 em bán không được đâu chị ơi. Lên mở lớp chân đi em. Anh lấy mở lớp chân lớn hay nhỏ? Em còn cây này được không? Cây này của em CC 30 xăng. Cây này 180 nó 180. 180 nó 180 nha mấy anh chị. Đuôi chuột 27 10 21 17. Của Visuge 21 17 150. 150 là mới 150. 150 là mới 150. Đây còn cây nhổ đinh lớn nữa anh chị. Rồi cái này nó hơi xấu quá. Cái miệng cái này nó vậy nè. Nó hơi xấu không được đẹp. Rồi em để luôn cái miệng này 100k luôn lên mã 100. 100k lên mã 100. Rồi để chị 350 luôn đi. Rồi em để chị 350 luôn nha. Lỗi lớn. Lỗi lớn. Lỗi lớn đó con này. Nó đóng trên đây là 60 xăng của Mitsubishi. Con này 800. Găng còn đẹp nha. Găng còn mới đẹp hết nha mấy chị. 800k lên mã 800. Găng còn đẹp nha. 800k lên mã 800. Đẹp lắm mà cái mình nó mà bị nứt nhẹ. 20k lên mã 20. Không, em có nhất dao đó thôi à. Nè em còn cái nhất dao giống vậy nè, 250. Anh có lấy thì lên mã 250. Nè nó có cái học hiệu một chuyện như này nè. Nè, 20k chứ tốt 20. Cái đầu ngoài đầu 21 anh chị. Ống đầu 21 nha. 50k lên mã 50. Ống đầu 21, 50k lên mã 50. Tối em có like đồng máy, chị theo dõi ủng hộ em nha. Tối em like 7:30. Cái này hiệu ton gì đó, hiệu ton nha. Em không biết là bán được giá kia không nha chị. Em sợ bán được giá 250 thôi nha. Tại cái đó có gì em báo giá sao chị, tại không biết là bán được giá 200 không, tại vì đó là 250 thằng đó, em báo không có được á, tại cái đó em không có lời. Cái này để anh chị 70 luôn nè, cũng có hiệu luôn, 70k lên mã 70. Anh xem lại cái khoan, cái khoan nào vậy? Anh xem cái khoan nào vậy? Cái này một kiện đẹp nè anh chị. Rồi em để anh chị con này 130 luôn nè, mã 130. 70 cho anh Dương Dương 70. Dạ rồi ok chị, để có gì chị lấy số lượng thì em bớt cho. Nhưng mà tại vì em không có, em sợ là không bán được giá 200 thôi, nhưng mà nếu mà bớt thì có bớt nha. Cái này hiệu Linh Linh cho anh cái này, gì để cho chị đi. Rồi cái này em để anh chị 70 luôn, 70k lên mã 71 có chuyện nha. 70k lên mã 71. Đây em còn cây của Sanki luôn nè. Sanki nha. Nó bị dơ hơi bị gỉ á. Dạ dạ xin lại. 100k lên mã 100. 71 cho Phong Đô Văn. Anh Phong Đô Văn số điện thoại giùm em. Đọc bài game giúp shop. Không đâu ra văn số điện thoại giúp em nha, đọc bài game giúp shop em luôn. 100 cho Phong Đô Văn luôn. 100k cho Phong Đô Văn. Muốn này nãy cũng nói mấy ký? 1 ký rưỡi.
bố này 1,5 kg mấy anh chị. Rồi con này một mà nó cái đầu nó hơi xấu rồi, đầu này nó hơi xấu rồi. Rồi em để 150 luôn đi, 150. 150 đến 150. 1,5 kg thôi nha mấy anh chị, 150 đến 150. Mấy anh chị ơi đọc bài game giúp shop em nha. Rồi cái này nó nhem mà nha mấy anh chị. Nó bị thưa nó nhem mà nha, em để mấy anh chị con này 40k. 40k lên ở 40. Con này con lớn đó nha. Nó nhem hơi nhiều nên em để 40 thôi nha. 40k lên ở 40. Đây kèm cắt của Mary nè. Mary Ron gì đó. 100 chốt rồi anh ơi. Rồi, con này Mary mấy anh chị, 100k lên mã 100. Mary nha, 100k lên mã 100. Đây còn kèm mã nhỏ luôn nè. 70k lên mã 70. 70k lên mã 70. Đây 2 cây mấy anh chị. Rồi hai cây này 60k lên mã 60. Kèm nhỏ nè anh, 70k lên mã 70. Kèm điện là kèm bằng đúng không anh? Kèm điện là kèm bằng này phải không? Rồi kèm bằng này nó bị mẻ rồi. Rồi em để mấy anh chị con này của Fujita luôn nha. 70k luôn, lên mã mẻ 70. Mẻ 70. Hết kèm điện rồi. Rồi cái này có tốt dây điện nè mấy anh chị. Hiệu đa gì đó. Có tốt dây điện nha, có hiệu, có chuyện, có hiệu mấy anh chị con này 80 đi. 80k lên mã 80. Đẹp hả? Đẹp em hết rồi. Nó toàn là bị nghiêm. Con này cũng vậy luôn, có cái lỗ tốt dây điện luôn. Mà nó mẻ bên đây nè. Kiểu như người ta khoan với cái lỗ tốt dây điện vậy mấy anh chị. Em để mấy anh chị con này 70 thôi. 70k lên mã 70. Mấy cái kìa này nó bị hơi nhem nhem hết trơn rồi. Cái này có hiệu mấy anh chị. Có hiệu nha mà em không đọc. Có màn hình nó giật. Rồi con này em để mấy chị 50 luôn. Có chuyện nha, 50k lên mã 50. Đây còn nó còn kìm bằng không? Kìm bằng mà cái lớp da nó ờ, không phải nó dày á, nó cứng nó dày á. Đây cái kìm cua nè mấy anh chị. Kìm cua em để mấy anh chị 80 luôn đi. 80k lên mã 80. 80k lên mã 80 mấy anh chị. Siết bu lông hả? Xíu bu lông em chưa có mà. Đâu phải cái này nó quấn băng keo mà. Cái này nó có cái chuyện hình cây súng lắm anh chị. Nè, nó có chuyện hình cây súng như này nha. Đặt người ta mới đem về. Cái này nó không có đồ nó sổ. Cái này 50 nè. Ngày 50 nè, đặt tới mấy ngày. Còn nếu mà gửi thì chuyển sổ được 2 tuần. Rồi cái này 180 nè mấy anh chị. 80k lên mã 80. 80k lên mã 80. Chuyện mọc đẹp luôn nha. Cái này 80 mấy anh chị. À, còn đẹp lắm. 80k lên mã 80. 80k lên mã 80 nha. Ừ, cái đó đó. Cái đó là kêu bằng cái sủi. Đây.
cái đồ bấm lỗ dây lịch bấm lỗ nha mấy anh chị, 100k lên mã 180. Cây 80 em chốt cho anh Phong Đô Văn 80. 100k lên mã 100. Tối em có like nha mấy anh chị, tối em like 7:30 nha mấy anh chị, sẽ ủng hộ em nha. Em có like đầu máy nha. Con này không biết làm gì luôn, con này bằng hơi nha. Em nhà không có bình hơi để thử mấy anh chị, mà thường thường mấy con này nó không có ít chết lắm. Rồi con này 400k lên mã 400. 400 nha mấy anh chị, 400k lên mã 400. Con này cũng còn đẹp nữa nè. 70k lên mã 70. 70k lên mã 70. Đây sủi gỗ mấy anh chị. 20k lên mã 20 còn đẹp quá nè. Đây còn một cái kéo quét tôn luôn. 70k lên mã 71. 20 chú ship cốt 20. 70 em chốt cho 70 cho Phong Đô Văn 70. Kìm bằng lớn đẹp em hết luôn à. Kìm bằng lớn đẹp em hết rồi. Đây còn cây này 20 luôn đi mấy anh chị. Ủa bị bể rồi. Bể đây chứ. Rồi, cây này nó cũng bị tét luôn. Hai cây này 20k. Hai cây này 20k, ai lấy lên lại mã 20. Cái 400 là cái nào? 400 là cái máy hơi 400 hả? 20 chú xếp cốt 20, anh tèo sao nha. Máy hơi vậy nè. Em không biết cái máy này nó xài gì nữa. Tại giấc tối á, cái người mà người ta bắn máy, người ta chỉ em biết cái máy nó máy dùng cái gì á. Tại giờ này không có ai hết trơn á anh chị. Em lên không có kịp á. 50 chú ship code 50, anh tèo sao nha anh tèo. Cái kìm gấp hàng, mở hàng nè mấy anh chị. Rồi 40k lên mã 40 luôn. 40k lên mã 40. Cái kìm bằng này đẹp nè. Có hiệu luôn. 70k lên mã 70. 70k lên mã 70, 40 chú ship code 40. Cái này của MCC nè. Để tuốt dây điện nha mấy anh chị. Đi xuân sao nha. 250, 250k lên mã 250. 250 lên mã 250 nha mấy anh chị. Đây em còn con đục lớn nè. Rồi con đục này 70k luôn đi. 70k lên mã 70. 30 xanh nha. 70k lên mã 70.
đang còn cái chảo chữ F nè mấy anh chị, 150. Cái này cũng nhất 150 thì mới 150. Tôi muốn gấp lại tôi nhắn đây nè. Rồi em còn ngay cưa mấy anh chị, 70k lên mã 70. Cái đó nó bị cái gì rồi, chị không biết gấp sao. 70k lên mã 70. Đây còn cái dũa mấy anh chị. Rồi để mấy anh chị 40 luôn. 40k lên mã 40. Cái này để mài dao hả? Đá mài dao không có. Cái này để gấp cạnh cho các cái gì anh chị. 80k lên mã 80. 40 cho anh Tèo Sa Lê 40. Cái này của Phun Zisa còn đẹp quá nè anh chị. Mà cái ở trên cái phần lưỡi nó hơi nhem nha, ở trong đây thì không có thấy nè. Mà ở trên ngoài, bề mặt ngoài nó hơi nhem. Em để anh chị 40 luôn, 40k lên mã 41. 40k lên mã 41. Cưa, anh chị cưa cái nhựa nha. 50k lên mã 50. Mỗi lớp của KTC 41. 41 em chốt cho Trần Đạt, Trần Đạt 41. Cái hước em bán rồi. KTC 25 xăng. 120 là mới 120 luôn. 120 120. Em còn một cây cắt ton này nè. Nhà vệ sinh lại cho em nha. 200k lên mã 200. Kim bốn người ta đợi em xíu nha. Hai em còn cái thước này dày nè. Cái này của Xin Qua 50 xăng dày lắm. Cái này 200k lên mã 200 thước đi. 200 thước giúp em. 200k lên mã 200 thước. Cái này còn đẹp. Cái này nó có hiệu nhỏ đây thôi à. Rồi cái này 70 50 đi mấy anh chị, 50k lên mã 50. 50k lên mã 50. Cái này nó bị mẻ, có lỗ hơi to nè, em để mấy anh chị 50 luôn. 50k lên mã mẻ. 50k lên mã mẻ. Cái này của Super nè. 100k lên mã 100. Cái này của Super nha, 100k lên mã 100. Cái này nó có cái mũi gì không chị? Rồi mũi này 80 luôn. 80k lên mã 80. 100 cho Vương Vương. Vương Vương 100. Cái này cái gì vậy? Ủa, mở ra làm sao ta? Đây cái mẫu quả này lớn nha. Cái này hiệu tốt á. Hiệu tốt cây lớn anh chị. Cái này 180 180. Hiệu HKC 70k nha mấy anh chị, 70k lên mã 70. Chị nhà vệ sinh ra nha mấy anh chị. 70k lên mã 70. Đây cái này của Sanky còn đẹp quá nè. 100k lên mã 100. Em chốt cho Phan Nguyên 70. Cái này hiệu Jetman nha mấy anh chị, cây lớn nha. Cây lớn hiệu Jetman. 100k lên mã 100. 100k lên mã 101. Cái này mã 101 nha mấy anh chị. Mã 101 giúp em. Đây cây đục nè. 50k lên mã 50. 33.5 xăng lần 34 anh chị. 50k lên mã 50.
Đây kéo các con lớn luôn nha. 80k lên mã 80. Nhỏ lấy càng trăm. 25.5 xăng. Rồi lưỡi cuốn này em để mấy anh chị 180 180 180 180 100, em chốt cho Nguyễn Quang Vĩ 100. Cho Nguyễn Quang Vĩ 100. Đây có cây kìm nhỏ, cây kìm bằng nha mấy anh chị. Rồi để mấy anh chị cặp này 50 luôn đi, 50k lên mã 50. Súng hơi chiếc ni lông hả? Súng hơi chiếc ni lông chưa có. Tối mới có anh ơi. Con này của Mitsubishi 25 xăng. Con này 150, 150 lên mã 150. Mấy các con 80 em chốt cho Tạ Văn Hoành 80. Anh Tạ Văn Hoành ơi, số điện thoại giùm em nha. Chịu khó chốt đủ 100k đi đơn nha. Có gì tối em la tiếp nè. Nếu mà lát chốt không đủ thì tối coi em nha. Em còn một cây cương nè mấy anh chị. Rồi để mấy anh chị 50 luôn đi. Cây cương này nó hơi nhỏ hơn xíu. 50k lên mã 50. 50k lên mã 50 giúp em. Rồi cây này mấy anh chị. Nè cái miệng nó không được đẹp nè. 20k lên mã 20. Cái này 30 xăng còn đẹp quá nè mấy anh chị. Cái này 80, 80k lên mã 80. 20 lên chốt nhanh tèo. Tèo 20. Đây em còn một cái của Sunky nè. 100ml nha, 10 xăng. 250 lên mã 250. 250 lên mã 250. Căng vừa rồi bao nhiêu em? Dạ mỗi lít căng vừa rồi là của Mitsubishi 25 xăng 150k 80. 80 trong nguyên tăng 80. Đây đột cho mấy anh chị. Để mấy anh chị 40 luôn nha, tại nó bị bể bên đây. 40k lên mã 40. Ngang nguyên thấy số điện thoại em nha. Đây còn một cây cưa nè, để mấy anh chị 50 luôn. 50k lên mã 50. Rồi hết ba cây này 100k lên mã 100. Có hai cây lớn một cây nhỏ nha mấy anh chị. Ba cây này 100k lên mã 100. Dạ số này mã anh nha. Đây đục đấy mấy anh chị. 70k lên mã 70. Còn đẹp quá nha. 70k lên mã 70. Cái này hình như là để lấy dấu, đục lấy dấu hay sao mấy anh chị. Rồi 40k luôn đi mấy anh chị. 40k lên mã 40. Đầu 23 32 150 lên mã 150.
23, 32, mấy chị 150 mới 150. Rồi em còn 2 mũi là để mấy anh chị 70k luôn. Có chuyện hết nha. 70k lên mã 70 2 mũi luôn. 70k lên mã 70 2 mũi. Này nó mũi nó bị gãy nha mấy anh chị, này nó gãy bằng xuống vậy nè. Nhưng mà nút đồng nha, chuyện trước chuyện sau luôn. Rồi để mấy anh chị 80 luôn. 80k lên mã 80. Con này con để 200 đi. Rồi 200k lên mã 200 luôn. Rồi 70k lên mã 70 luôn. 70k lên mã 70. Ui lạ đẹp nha mấy anh chị. Có tắt. 70k lên mã 70.
Cái này về mấy chị con mình xếp lại nha. Rồi em để mấy chị thôi 30k luôn đi. 30k mở 30. Về mình xếp lại mình xài nha, mũi nó cũng không có gãy đâu, mũi nó bằng á. 30k là nó 30. Đây còn cái kìm vừa tốt dây điện, vừa ép tốt lớn luôn. Cái này bấm cốt lớn chứ. Cái này 100k lên mãi 100. 30 cho Phan Nguyên 30. Cái này 100k lên mãi 100. Em còn kéo cái này đẹp nè. Ủa không phải, cái nó bị cong. Cái này thì mũi bằng nha mà nó còn đẹp lắm. Mũi bằng mà nó còn đẹp nha chị nè, nút đồng luôn. Cái này 150 lên mã 150. Có kìm bấm không em? Kìm bấm hả? Kìm bấm em chưa có nè. Muốn ăn cơm em còn 3 cây nè, ai lấy lên mã tặng giùm em đi. Mọi người chia sẻ nha. Đây còn cây xúc đất nè mấy chị. 70k lên mã 70 và vệ sinh cho giùm em nha. 70k lên mã 70. Đây con này kéo bướm to nè, nó có cắt trên đây nè. Trên cái ngửi. 70 em chốt cho Tấn Thành 70k. Mã tặng em chốt cho anh NL Nguyên Lương, NL Nguyên Lương mã tặng. Anh Phan Nguyên chưa chia sẻ, anh Phan Nguyên ơi, bấm chia sẻ giùm em với. Chị trên đây đẹp lắm anh chị. Rồi con này 250 đi. 250 là mã 250 mà cái mũi nó nhìn nè. Búi gì anh? Anh lấy búi gì? Búa bi hay là búa sao? Anh lấy búa bi hay búa sao cho em bên cho nó dễ nha. 17-21 hiệu top. 17-21 hiệu top 150. 17-21 hiệu top 150 là mã 150. Đây đục nhọn mấy anh chị. 50k lên mã 50. 50k lên mã 50. Đây cái rất to, nó lớn nhưng mà dáng nó lạ mấy anh chị, nó nhìn nè. Cái mũi nó nhìn nè. Chuyện đẹp luôn. Rồi 80k lên mã 80 đi mấy anh chị. 80k lên mã 80. Còn một cái khoan là mấy anh chị phân tay nè, 130-130. Mỗi lít gan anh lấy cái lớn hay cái nhỏ. Đầu vuông một đầu dẹp. Nè cái này đúng không? Cái này đẹp nè. Nè 80 nè, nó lót lót nó lót một cái lớp gì nè. Lớn nè. Cái này 100, 100k lên mã 100. Cái này lớn. 80 cho anh Nguyễn Cung, 80k cho anh Nguyễn Cung. 30k lên mã 30. 30k lên mã 30. 27 xăng. Này 27 xăng mấy anh chị.
nay em mới có cái này 50 cho Duy buồn chung 50. Em còn một ít 2-3 bó nữa mấy anh chị. Ai lấy lên mã 50 giùm em giao nha, giao bích tất, giao ăn 50. Giao ăn 50. Này cái đầu của lông cũng mấy anh chị. Rồi con này 600. 600k lên mã 600, nặng lắm nha, bằng nhôm mấy anh chị. Đây em còn một ít muỗng mỏng với muỗng dày vậy nè. Rồi em bán anh để muỗng lớn nha, muỗng lớn mỏng với muỗng nhỏ vậy nè. Muỗng mỏng với muỗng nhỏ. Ủa muỗng lớn với muỗng nhỏ, muỗng lớn hơi mỏng nha, muỗng lớn hơi mỏng. Rồi hết cái này 100. 100k là mã 100. 500 cái gì 500 vậy ta? Em không biết anh ơi, thường thường nó không có chết đâu, nhưng mà ở nhà em không có đồ thử. Thường thường nó sẽ không có chết đâu, mấy con đó không có chết nhưng mà không có đồ thử nha. Không, em không có gần cái này anh ơi, cái này đánh lý ra sẽ là buổi tối mà tại em sót một hai cái này cho nên em đưa cho mấy anh chị á chứ em không biết. Này nó như vậy nè, anh xem giùm em có búa hay không nha. Đây cái này 100k lên mã 100. Còn một ít nữa hết nha mấy anh chị. 100 cho Phan Nguyên 100. Đây cái đầu mấy anh chị. 150. 150 mới 150. 150 mới 150 giúp em nha. Đây. Cái mũi này nó nặng cực kỳ luôn. Súng nó có búa không? Em không biết anh ơi. 150 cho Lập Nguyên. Không mấy anh chết đi rồi em hỏi giùm cho. Tại một xíu em hỏi cho, tại vì nhà em không có ai, không có biết cái đó nó búa hay không á. Kéo cái cây còn cây nè. Kéo cái cây còn cây, đợi em xíu nha. Và cái mũi này em để mấy anh chị 100k luôn nè. 100k là mấy 100. Mũi khoai nha. Không, thường thường mấy cái súng nó ít chết lắm anh ơi. Thường thường mấy cây súng nó ít chết lắm. Không, kéo cái con cong cong chưa chốt. Kéo cái con cong cong còn hơi nè anh. 80. Lớn lắm nha anh chị, mà em bán 80 luôn á. Không, cây súng em bán 600 anh ơi, em không bán 500. Nó nặng 2,2 kg lận đó anh. 500 em bán không được nha, 2,2 kg lận. Cái này chuyện trước chuyện sau. Đẹp nha. 450. 450 là mà 450. Nè cái này phải không? 80. Kéo cái cây 100, kéo cái cây nào 100 vậy ta? Đâu có kéo cái cây nào 100 đâu anh. Cho anh xem xuống đi. Nè cái này nè. Mấy anh chị xem kỹ giùm em đi, tại em không biết là nó có búa hay không. Lấy không anh? Lấy lên mã giùm em. Nó nặng lắm anh chị, hơn 2 kg đó. Lấy lên mã 80 giùm em nha. Lên chốt mã nha anh chị, chốt mã nha. Cho nó khác khác số vậy đó. 1, 2,
12, 10, 10, 13 3, 6, 7, 8 cây đó. 22, 19 19, 21 chịu hết nữa nè. 19, 17 23, 21 23, 26 rồi, hết cái này 250. Dạ rồi, 600 củ lông chưa bạc nè. Nói trước là cái này em bán nó, em không có test được nha, em không có cái độ hơi để em test, nhưng mà thường thường mấy cây này nó ít chết lắm. Anh lên thương hội giùm em nha, cái này 250 250 lên nữa 250 250 lên nữa 250 chị không chị? Chị 30 luôn đi. Tại vỗ này 30k, 30k lên nữa 30. 30k lên nữa 30. Kìm nước. Kìm nước nằm tút luôn kia. Còn cây lớn. Còn cái này mà mới bị mắc lò xo rồi. Rồi em để mấy anh chị 80 luôn đi. 80k thôi, cái này mắc cái lò xo rồi nha. Nào. 80k lên mã 80. Đây còn cái này mấy anh chị. 40k lên mã 40. Đây còn một cái mũi phay nè mấy anh chị. Rồi để mấy anh chị con này mũi này 50, 50k lên mã 50, 80. Em nói chốt là nó vậy nha, em bán 80 đó. 80 em chốt cho anh Phan Nguyên 80. Đây còn cái móc nè, 20k đi mấy anh chị. 20k lên mã 20 nha. 20k lên mã 20. Nước. Em còn một cái giũa nè. Rồi 50k lên mã 50. Bả lan hả? Bả lan ở đây 1 tấn 500kg, 1 tấn rưỡi, anh lấy loại nào? 1 tấn 500kg, 1 tấn rưỡi. Em còn hai cây đục nè, để mấy anh chị hai cây đục này 70k lên mã 70 luôn. 70k lên mã 70 giúp em nha. Mã 80. 80k lên mã 80 giúp em. Em còn có một bộ thôi anh chị. Đẹp nè. 70k lên mã 70. Còn đẹp quá nha mấy anh chị. 70k lên mã 70. Bả lan xích bao nhiêu tiền? Bả lan xích là 1 tấn 500kg, 1 tấn rưỡi. Anh lấy loại nào? 1 tấn 500kg, 1 tấn rưỡi nha. Rồi con này 200k lên mã 200. 200k lên mã 200 nha mấy anh chị. Đây còn một lớp nhỏ nè, cái này 20 xăng nha. Rồi để mấy anh chị 40 luôn. 40k lên mã 40.
40k là ngõ 40. Búa to cán sắt có không sớt. Cán sắt nữa. Cán sắt em hết rồi nên còn cán gỗ thôi. Búa cán gỗ búa 1kg, 1.3 lấy loại nào không? 40 em chốt cho Phan Nguyên 40. 1 tấn thôi, 1 tấn 20kg nha, 1 tấn trọng lượng của nó là 20kg giá 2 triệu nha. 1 tấn trọng lượng của nó là 20kg giá 2 triệu nha. Con này miễn hơi bị nhem nè. Rồi em để con này mấy anh chị 70 luôn đi. 70k lên ngõ 70 nha. Nhà mấy anh chị biết sơ lại. 70k lên ngõ 70. Cái này kiểu người ta hàng đồ, người ta chấm hàng, nó dính hàng đây nha mấy anh chị. Nó dính hàng lên nhiều nha. Rồi con này 130 130. Kéo này đẹp nè. Con kéo này đẹp nhưng mà nó không có chuyện nha. Dày đẹp lắm anh chị, con này 23 xanh. 23 24 xanh. Rồi con này 200k lên mã 200 đi mấy anh chị. 200k lên mã 200. Cái này của Nissan nè. Dạ, hồi đó. Cái này 30k thôi mấy anh chị. 30k là mã 230. Thằng ngốc rồi. Dạ anh ơi thông cảm đi, thường thường á nó nhiều, nó nặng như lắm là mười mấy ký thôi, cái này nó tới 20kg nè. Thường thường người ta bán nó nặng như lắm là mười mấy ký là hết nóc rồi. 30 em chốt cho Nguyễn Văn Quỷ. Lục giác 80 nè. Lục giác 80 nè, anh có chốt nữa chốt nha. Em bóp mấy anh chị có gì giờ tối em like tiếp nha. Tối em like 7:30. Em có bán đồ máy mấy anh chị xem ủng hộ em nha. Hàng có lấy không anh Nguyên Tâm? 30 em chốt rồi. Rồi cái này của Lotto nè. 50k lên mã 50, còn cây nhỏ nè mà của Lotto nha. 50k lên mã 50. Cái này anh Nguyên Tâm có lấy không? 80k nè. Dạ rồi, 80 cho anh Nguyên Tâm. Có gì tối em like đồ máy á, anh chị có rảnh thì vào xem ủng hộ em nha. 8 giờ em like nha. Dạ chào tạm biệt mấy anh chị, chúc mấy anh chị buổi chiều vui vẻ nha. Dạ chào tạm biệt mấy anh chị. 50 hả? 50 cho anh Nguyễn Quang Vĩ luôn nè. Hai đục 50. Không, hai đục hồi nãy em bán 70, 70k hai đục. Hai đục 70 nha. Phan Nguyên có lấy luôn không? 70k nè. Tối 8 giờ em like thêm nha. 50 em chút rồi. Em up nha mấy anh chị. Dạ chào tạm biệt mấy anh chị.